Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ giết người cướp của tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang lần trốn ở Long An, ngày 8 tháng 1 tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm bỏ xe lần trốn, các lực lượng chức năng đang tìm theo dấu vết hung thủ là người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người. Đến bây giờ, bà Huỳnh Thị Tuyết, sinh năm 1973, ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Biến Lức, vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại câu chuyện. Theo bà Tuyết, lúc đó hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc lá. Bà Tuyết nói, nó đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít, lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt, Nhìn đôi mắt thấy sợ lắm, mà cách nó mua nước cũng khác với người thường. Bà Tuyết cho hay, sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm, sau đó hắn gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn, để đó nở hết và phải đổ đi. Bà Tuyết cho hay, tôi thấy nó ngồi mệt mỏi lắm, đến hơn 20 giờ tôi dọn hàng thì nó mới rời đi. Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà Tuyết xem hình nghi phạm. Lúc đó, bà Tuyết như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm giết người man dợ hơn 4 tiếng đồng hồ. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, gia đình bà Tuyết đề phòng hơn, con dâu cũng ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà mất ngủ vì ám ảnh đến bây giờ. Là người theo đạo công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm để xe trước cửa nhà bỏ trốn, cũng không dám ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng nữa. Đây cũng là tình cảnh của các hộ dân xung quanh bà ba cho hay nghi phạm chưa bị bắt có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên gia đình lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài bà chia sẻ vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật hết lên rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn theo bà ba người dân không dám ra đồng công an cũng kiểm tra kỹ lắm chỉ tay vào chỗ nghi phạm ngồi rồi để xe lại bà ba cho biết thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới nghĩ là ai đó đi đám rồi để xe lại chứ không nghĩ là do nghi phạm giết người bà ba cho hay đêm hôm trước con trai gọi điện nói là có kẻ giết người cướp của đang giấu xe trước nhà mình mẹ có hay không tôi trả lời không biết gì sau đó thì thấy công an đưa chó nghiệp vụ đến truy tìm hung thủ Hai ngày nay, nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, anh Minh Sa hàng xóm gia đình bà ba lo sợ không dám đi thăm vườn. Sáng nay thấy lực lượng công an đông an toàn nên mới dám vào thăm vườn tranh. Anh Sa nói, khi vào thăm vườn tôi phát hiện bị mất tấm bạt tre xe rùa trong vườn, không biết có phải nghi phạm lấy hay không nhưng tôi lo lắng. Sau vườn bà ba có những dấu chân mới quanh hàng rào, vỏ chuối để lại. Khu vực này đất rộng hàng chục ha chủ yếu trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Phía sau nhà bà Ba cánh rừng hơn 10 hectare, lực lượng chức năng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để cảnh giác.